Ok thôi em ngồi im, tao cắt tao. Mày ngồi kiểu gì rồi? Ông cắt mà ông nói khách hàng ấy à? Ừ, kệ tôi á. Khách hàng ở thượng đế. Cắt cái đéo, đi về. Sao đây ông cháu ơi, thôi thôi cháu lại đây đây ngồi đây. Đùa ông cháu ấy, khách hàng là... Nó không ngồi im, nó cắt. Chắc là hay nó mệt quá, nó buồn ngủ hay sao ấy. Ông cháu ấy dạy cho anh nghỉ cắt. Nhẹ nhàng thôi, ông cháu nhắc nhẹ thôi nhá. Thôi anh cứ ngồi à, nói nhá, cho anh nghỉ cắt cái nhá cháu nhá. Thôi nói nhẹ thôi, để nó không ấy, nhá, nhẹ nhàng thôi nhá. Nói ít thôi nhá. Ok. Thôi. Thôi 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 ông cháu ơi, thôi nhẹ nhàng rồi. Ông cháu ngồi à, nói nhá, rồi cắt cho nhá. Rồi, ăn đi ông cháu. Ô thằng ai, mày có quy cho tao cắt không á? Này, mày ngồi yên cho anh cắt không? Không có. Có đi ngồi im đi. Ngồi im cho anh cắt nhá. Ôi chúa ơi. Này, mày ngồi im được không? Không có. Thôi mày đi về đi, đéo cắt nữa. Mày tưởng tiền mày là to khách hàng thượng đấy à? Đéo mày được đánh giá hết đây. Đi về đây. Ngoài cửa khách này sao không cắt được không? Lặn ra đéo cắt được, cắt được cho mày đang ngồi mệt người về. Cứ cắt ra rồi. Cắt à? À?